Bật lửa Zippo 200ZL đẹp chất lượng cao cấp. Hộp quạt Zippo 200ZL chính hãng, bạc phay sức chuẩn xịn giá rẻ, gia công trên chất liệu kim loại cao cấp, bền bỉ theo thời gian, cùng với hệ thống đánh lửa mạnh mẽ là khả năng đi gió tuyệt hảo. Đây chắc chắn là món phụ kiện không thể bỏ lỡ cho anh em. Hãy cùng Ambe tìm hiểu chi tiết chiếc bật lửa độc đáo này qua video dưới đây nhé. Ngoại hình tối giản, lịch lãm. Chiếc bật lửa xôm với biểu tượng Zippo cổ điển này có kỹ thuật trải ngang độc đáo, tạo ra một kết cấu ngang tinh tế ở mặt trước và mặt sau của Zippo. Các mặt của bật lửa được đánh bóng hoàn thiện cao để tăng thêm độ tương phản. Lớp hoàn thiện xôm được tạo ra vào năm 1933 và vẫn là chiếc bật lửa phổ biến nhất của Zippo. Các cạnh bên bóng bẩy như mặt gương sáng, đẹp hơn khi nhìn dưới ánh mặt trời. Logo Zippo được khắc laser bền, lên màu chuẩn, không lo bong theo thời gian, cháy sáng mãnh liệt ngay cả trước quạt gió. Zippo 200ZL cho thấy độ hoàn thiện cao với hệ thống đánh lửa nhanh, mạnh, ruột được gia công với chất liệu thép không gỉ, chịu nhiệt tốt hơn, mạ chrome ánh bạc sáng sang trọng, tạo tổng thể đồng nhất từ trong ra ngoài, vô cùng bắt mắt. Bánh xe đánh lửa nhanh chỉ với nửa vòng bánh, kết hợp với đá lửa chuyên dụng tạo thành đôi gang tay hoàn hảo. Buồng đốt đời số mới được hãng nâng cấp từ 14 lên 16 lỗ thông gió, chia đều hai bên, thiết kế cao bằng 2/3 ruột, chắn gió hoàn hảo, giữ ngọn lửa luôn ổn định ngay cả môi trường gió 40 km/h. Bức chính hãng được quấn đồng cho ngọn lửa thẳng, dẫn xăng nhanh hơn, đặc biệt ít để lại bụi than sau khi dùng. 200ZL được hãng đặt bản lề 5 chấu chắc chắn, bản lề có độ dơ nhất định cho phép người chơi tùy chỉnh khi Zippo bị lỏng. Ngoài ra, trình độ dơ cũng là cách tạo ra âm thanh đóng mở theo ý muốn, quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Zippo đẹp chất lượng chuẩn USA. Sản phẩm mới đóng gói full box 100%, gồm một bật lửa Zippo và một giấy hướng dẫn sử dụng, hộp dạng quà tặng thân thiện môi trường. Ambe siêu bảo hành chính hãng trọn đời theo chế độ của Zippo, tặng phí không sửa chữa và vệ sinh, làm mới trọn đời. Ngoài ra, Ambe khuyên bạn nên sử dụng xăng, bấc, đá chính hãng. Khi dùng với xăng Zippo chính hãng, bật lửa sẽ phát huy tối đa hiệu quả cháy, chống gió và giữ xăng lâu hơn. Như vậy, Zippo 200ZL là chiếc bật lửa đơn giản nhưng vô cùng khác biệt, cho thấy khả năng kháng gió tốt trong các môi trường khác nhau. Đặc biệt giá của em này vô cùng dễ chịu, phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Anh em có thể đặt hàng qua website Ambe hoặc liên hệ trực tiếp đọc mã 200ZL để nhận tư vấn kỹ hơn nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé.